Nay mới họp, hôm qua đấy họp thì vẫn họp cả ngày mà cho họp người khác à? Còn họp ban điều hành thương hiệu và thế chỗ Việt Anh nhé. À, nghỉ anh thấy hot hết tất cả nhóm gì nữa. Tay đấy có phải cái tay mà kiểu hơi cầm hơi đưa ra không? Ờ đúng rồi đấy, hay nhận lời trong khu vực miền Nam đấy, là những vợ nước ngoài đấy. Người nước ngoài, lấy vợ người nước ngoài luôn. Kinh rồi. Tay đấy ấn tượng mãi, quả lên bắt tay các thước không Covid cả đúng. Cái buổi chúc mừng hết Covid ấy. Đợt này lại bùng lại đúng không? Gracias.